Xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn. Chúc cô chú anh chị và các bạn ngày mới an lành và hạnh phúc. Hiện tại Sài Gòn bây giờ là hơn 8 giờ tối và sẵn tiện chở bạn đồng nhỏ và Nị đi chơi trong siêu thị thì em dẫn các anh chị và các bạn chúng ta cùng đi dạo quanh Sài Gòn về đêm hóng mát ha. Và chúng ta có mặt ở đây là đường Trần Hưng Đạo và giao lộ Khí Con. Và nhìn bên cánh phải chúng ta đó là siêu thị điện máy Nguyễn Kim, một siêu thị rất là lâu năm ở đây rồi. Và hiện nay thì mùa Noel cũng sắp đến rồi, vài ngày nữa thôi. Ở đây siêu thị trang trí rất là nhiều, những hình ảnh đèn LED, những cái món hàng trồng lên thành cái cây thông Noel. Nhưng mà siêu thị ngày hôm nay có vẻ không đông như ngày xưa. Ngày xưa rất là đông rồi. Hồi thời của ông Nguyễn Kim. Mà bây giờ thì như Nguyễn Kim bây giờ của Thái Lan rồi. Nhưng mà chúng ta sẽ dạo quanh Sài Gòn để xem những hình ảnh Sài Gòn về đêm trong những ngày cận kề cuối năm này như thế nào ha. Rồi em mời các anh chị chúng ta cùng lang thang đi xe máy nha. Đi xe máy thì đi được nhiều con đường hơn. Rồi chúng ta nhìn thấy nhiều cảnh hơn. Và bên cánh phải thì là đường Khí Con nè, có nhà ông Nguyễn Văn Hảo. Rồi bên cánh trái thì có rạp Viên Hồng. Rồi chúng ta sẽ đi thẳng ra công trường Quách Thị Trang. Bây giờ chúng ta sẽ đi một vòng đường Hàm Nghi ha. Hàm Nghi mình vòng qua Cường Để, Tôn Đức Thắng, rồi sẽ vòng qua công trường quốc tế, tượng ông Trần Hưng Đạo đó, rồi sẽ vòng qua Đồng Khởi, Nguyễn Huệ, một số con đường trọng điểm của Sài Gòn. Có thấy Sài Gòn lên đèn đẹp chưa? Và những building, những tòa nhà với những ánh đèn lung linh về đêm. Và con đường Hàm Nghi ngày hôm nay có một phần là của trạm xe buýt đó. Nên thành ra chỗ này nếu mà anh chị đi xe hơi là rất dễ bị lầm nếu ta đi ở làn đường ở ngoài nè. Đối với đoạn này thì mình đi, nếu mà đi xe hơi thì đi trong cái làn xe máy nè. Rồi đi một đoạn mình sẽ đi ra ngoài, qua khỏi cái khu vực xe buýt thì chúng ta sẽ đi ra ngoài. Con đường Hàm Nghi của chúng ta ngày hôm nay nè là con đường của rất nhiều ngân hàng. Ai mà đi ra làn xe buýt ngoài kia là sẽ bị phạt, xe hơi là không được chạy ngoài kia. Vậy trong đoạn này thôi. Và đến xanh đèn đỏ này thì mới được ra ngoài. Không biết các anh chị ngày xưa còn ở Sài Gòn có hay thỉnh thoảng đi dạo mát buổi chiều buổi tối như thế này không? Đối với vợ chồng em thì cũng hay đi kiểu này lắm. Lúc trước thì lúc mà chưa có con, chưa có bạn đồng nhỏ thì chiều ăn cơm xong thì hay đi dạo mát, đi một vòng Sài Gòn, đi ngắm phố phường, xem hôm nay hình ảnh thế nào, so với ngày hôm qua nó ra sao. Và nếu các anh chị đã từng ở đây và bây giờ xa Sài Gòn thì chúng ta có thể so tới mấy năm về trước luôn. Nó khác xa lắm. Và con đường Hàm Nghi ngày hôm nay là một trong những con đường của rất nhiều ngân hàng. Khu này toàn là ngân hàng không à. Thấy nó lên đèn lung linh chưa? Rồi mình sẽ vòng ra đường Tôn Đức Thắng. Rồi chúng ta chờ đèn đỏ tí xíu nha.
Rồi tiếp tục thôi. Ở Sài Gòn thì không biết từ bao giờ mà không biết có ai giống như em không, rất thích đi dạo, nhưng mà em cũng nhìn thấy cũng có rất người nhiều người cùng sở thích là chở con đi vòng 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 vòng. Nhưng mà mấy bữa nay thì ban ngày thì nóng mà buổi tối thì gió lạnh lạnh, nên là em cũng không có chở con đi vòng vòng, cho nên vô siêu thị chơi rồi xíu nữa đón. Thay vì đi vô siêu thị ngồi hóng mát thì em dẫn các anh chị đi vòng vòng chơi cho nó vui, đi xem phố phường những ngày cuối năm như thế nào. Và con đường này chúng ta không có thẳng ra được Hàm Nghi để quẹo trái, mà mình sẽ quẹo phải con đường Hồ Tùng Mậu và đến 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 Cầu Móng. Cầu Móng chúng ta sẽ quẹo trái, ngày xưa ở đây là bến Hàm Tử đó, ở bến Trương Dương đó, mình sẽ quẹo trái ra Tôn Đức Thắng ha. Nếu mà anh chị đi xe máy, đi xe hơi thì đường này là không được quẹo trái, không được quẹo phải luôn nè. Chỉ đi xe máy mới được thoải mái đi vòng vòng thôi. Bây giờ Sài Gòn mà đi xe hơi là phiền lắm. Đó, theo hướng này là đường Tôn Đức Thắng nè. Và trước mặt ta đó là cây cầu cầu Khánh Hội. Bến Bạch Đằng ngày xưa nè, bến Thủ Thiêm. Và chúng ta đi ở dưới gầm cầu Khánh Hội. Cái nhà cột cờ biểu ngữ. Bữa em nhầm hoài, thủ ngữ hay là biểu ngữ em quên nữa. Tại cái bây giờ cái từ ngữ đó ít sử dụng nên thành ra em hay nhầm lẫn. Cô chú anh chị thông cảm ha. Chúng ta nhìn qua dòng sông Sài Gòn, do là mình đi cũng hơi trễ nên thành ra những tàu nhà hàng ở đây cũng đi hết rồi, chở khách đi vòng vòng ở trên sông hết rồi. Chúng ta nhìn lại con đường Hàm Nghi lúc nãy mình vừa đi qua nè. Con đường Hàm Nghi cũng là một trong những con đường đẹp chứ bộ, không thua gì đường Nguyễn Huệ đâu. Ở đây thì có cái tòa nhà này xây lâu lắm rồi nè, nhưng mà chưa có hoàn thiện. Ta thấy để không vậy lâu lắm rồi. Ở đây có một cái tòa nhà nữa, nhưng mà cơ quan gì của ngày xưa, nhưng mà ngày nay thì không có sử dụng nữa. Ta thấy che chắn tôn lại rồi, không biết tương lai sẽ thành cái cơ quan gì đây. Chúng ta tiếp tục đi trên đường Hàm Nghi ha. Trên đường Tôn Đức Thắng. Đường Tôn Đức Thắng thì bên cánh phải là những cái hàng quán bán hàng rong đó. Và công viên cặp bờ sông bến Bạch Đằng đây. Đây cũng là một cái nơi mà hóng mát cho người Sài Gòn, là cho du khách khi mà đến Sài Gòn. Ngày xưa thì nó là một cái bến để đi bến đò Thủ Thiêm, đi qua dọc kênh Sài Gòn, đi qua quận 2. Chúng ta nhìn qua cái khách sạn 5 sao Majestic.
Rồi kế đến thì có con đường Tự Do, con đường Đồng Khởi. Chúng ta nhìn lại cái bến Bạch Đằng của ta ngày hôm nay nè. Biết đâu trong những hình ảnh này ngày xưa các anh chị và các bạn cũng có đôi ba lần chúng ta có dịp đến Sài Gòn và cũng đến đây. Và ngày hôm nay chúng ta có dịp nhìn lại ha. Nhìn những cảnh này thấy thích lắm, mát lắm. Chiều chiều chúng ta đi tản bộ, đi dạo vòng vòng ở công viên này rồi uống ly cà phê, ngồi ngắm mây, ngắm trời, ngắm tàu, ngắm sông, ngắm lục bình trôi. Có lẽ lục bình là một cái loại cây mà sống ở dưới nước mà ở các nước khác ít mà có, chỉ có ở Việt Nam là nhiều nhất thôi. Có lẽ nó thích hợp với khí hậu cũng như thổ nhưỡng của Việt Nam. Mỗi khi nước lên là chúng ta thấy lục bình. Rồi chúng ta sẽ quẹo trái ha, quẹo trái qua cái công trường dân chủ này, của công trường quốc tế này. Ủa em lộn nữa, công trường Mê Linh. Trời ơi, ở Sài Gòn đi vòng vòng riết rồi cái nói lộn lung tung á, bà con thông cảm nha. Bởi vì đi ngoài đường thì phân tâm lắm, không có tập trung nhiều, lo nhìn xe, nhìn cộ rồi còn phải nhớ những địa danh rồi cập nhật tình hình cho bà con, nên thành ra có sự nhầm lẫn của chú anh chị bạn thông cảm nha. Đó, qua đây là khách sạn United Sen, khách sạn 5 sao nè. Hôm bữa thì em có đi vô đó làm cái review nhỏ nhỏ cho các chị bạn xem rồi đó. Nói chung buffet ở đây thì 1 triệu, 1 triệu 3, 1 triệu 4. Rồi tại giá nó cao thì tại vì nó trong đó là khách sạn 5 sao rồi có tôm hùm, nên thành ra giá nó cao, chứ thực ra chúng ta ăn không có hết được, không có hết được 1 triệu mấy đâu. Lâu lâu đi lần này được chứ đi hoài thấy uổng tiền. Đi ăn cho biết thôi. Và chúng ta tiếp tục đi trên con đường Tôn Đức Thắng hướng về đường Nguyễn Huệ. Chúng ta sẽ quẹo vào con đường Nguyễn Huệ ha. Cái tuyến chúng ta đang đi đây cũng là một cái tuyến mà xe buýt điện của Mai Linh, xe buýt điện á, đi lòng vòng ở Sài Gòn nè, một trong những con đường nằm trong cái tuyến đó. Con đường Channel ngày xưa với rất nhiều building, khách sạn 5 sao, 6 sao ở khu vực này. Và phải nói là con đường này là con đường trung tâm của Sài Gòn. Ngày xưa thì một dòng kênh và một đại lộ, đại lộ mang tên tiếng Pháp,
đại lộ xa nó hơn. Chúng ta tiếp tục ha. Mình thấy đây lên đèn đẹp ghê chưa. Mấy bạn nhỏ thì hay là mấy bạn trẻ thì rất thích đi con đường này nè, tại vì ở đây có rất nhiều ánh đèn, có rất nhiều bách rau để tự sướng. Chúng ta thấy ở đây có quán cà phê nè, cà phê Delon của Tamware. Đây tòa nhà Tamware, khách sạn 6 sao ở Sài Gòn. Kế bên thì có nhà sách Nguyễn Huệ. Sách Huệ ngày xưa, bây giờ là của Pha Sa rồi đó. Ở trên nhà sách thì có những cái quán cà phê, những cái nhà hàng rất là đẹp. Thẳng đi lên phía trước thì đó là tòa đô chánh, ủy ban thành phố ngày nay đó. Tuy là cũng trễ 8 giờ mấy rồi nhưng mà Sài Gòn vẫn nhộn nhịp. Sài Gòn là thành phố không ngủ mà, lúc nào cũng có người ở ngoài đường hết. Có những cửa hàng mở tới 24 giờ luôn, có những nhà hàng mở tới 24 giờ luôn. Nên thật ra thì chúng ta đi giờ nào cũng có người bán, giờ nào cũng có người ăn hết. Chắc lẽ nó cũng là một cái đặc trưng của Sài Gòn mà thu hút nhiều người đến. Những cái video này nếu mà các anh chị bạn đã xa Sài Gòn thì chúng ta sẽ dạo quanh Sài Gòn, giống như chúng ta đang dạo quanh Sài Gòn bằng bằng mắt vậy đó, chứ không cần phải đi. Và những hình ảnh này sẽ mang Sài Gòn lại gần hơn với các anh chị và các bạn ở xa, và đặc biệt là những anh chị cô chú ở đã từng sống ở Sài Gòn và hiện nay ở các nước khác và ở các tỉnh khác, thì chúng ta có dịp nhìn và cập nhật những đổi thay của Sài Gòn hôm nay, để khi có dịp đến Sài Gòn thì chúng ta cũng không có bỡ ngỡ ha. Đây tòa đô chánh, ủy ban nhân dân thành phố, một trong những cái kiến trúc rất là xưa cổ ở Sài Gòn. Là khách sạn Red, khách sạn 5 sao. Khách sạn sang trọng bậc nhất ở Sài Gòn. Trang trí Noel lộng lẫy chưa? Merry Christmas and Happy New Year. Christmas. Ở đây đa phần là khách Tây, nên thành ra ở đây cũng trang hoàng rất là bắt mắt. Vị trí này là bồn cây liễu năm xưa nè. Nhìn phía trước là đó là khách sạn Sheraton.
Hôm nay gió mát mát, trời lạnh lạnh. Sài Gòn xe xe lạnh về đêm. Thì cái mùa này là mùa này cũng là mùa mà rất nhiều các du khách đến Sài Gòn, đặc biệt là những anh chị mà đang sinh sống ở hải ngoại. Tại vì vài tuần nữa thôi là đến Tết Tết Tây nè, rồi Tết Nguyên Đán nè. Đây rất là náo nhiệt. Lại một tuần nữa sắp trôi qua, và hôm nay chúng ta lại có dịp nhìn ngắm phố phường Sài Gòn về đêm ở những cái con đường trung tâm, những con đường đẹp đẹp nhất của Sài Gòn. Ở đây có Starbucks nữa nè. Rồi video cũng đã dài rồi, chắc em xin tạm dừng lại đây. Một số hình ảnh chia sẻ cùng các anh chị và các bạn, để chúng ta có dịp nhìn về một cái thành phố mà ngày xưa chúng ta đã từng có một thời gian gắn bó, và hôm nay có dịp ta lại cập nhật những cái ngày cuối năm, không khí đón chào năm mới cũng tràn ngập ở khắp mọi miền trên thế giới. Và nhân đây em cũng xin kính chúc đến tất cả cô chú anh chị và các bạn có một mùa Noel thật ấm áp, một năm mới thật là an bình và thành công. Rồi bye bye, bye các anh chị và các bạn. Phía trước mặt chúng ta đó là bến Bạch Đằng. Xe bán khô mực của một cái cô bán những cái món ăn vặt về đêm, lóc cốc len keng, tiếng xe đạp của những cái cô mưu sinh ở Sài Gòn.